Theo đó, công nhận lưu hành đặc cách giống nhãn đường phèn Hưng Yên, giống chuối tây HI01, giống nhãn cùi cổ Hưng Yên và công nhận lưu hành giống nếp thơm Hưng Yên. Tổ chức đăng ký lưu hành đặc cách, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên. Quyết định cũng yêu cầu tổ chức có giống cây trồng được công nhận lưu hành đặc cách và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn phổ biến giống cây trồng được công nhận lưu hành nêu trên để áp dụng vào sản xuất. Hiện nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 8.000 hectare giống nếp thơm Hưng Yên, chiếm trên 60% diện tích lúa chất lượng cao, có trên 4.800 hectare nhãn, 2.600 hectare chuối. Đây là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, góp phần đưa giá trị canh tác đạt gần 240 triệu đồng trên 1 hectare một năm.